Trong suốt những ngày qua, cặp đôi màn ảnh Kim Ji-won và Kim Soo-hyun đã chiếm sóng mạng xã hội với nghi vấn hẹn hò bí mật. Và tới sáng ngày 15 tháng 5, cộng đồng mạng tiếp tục dậy sóng trước đoạn clip ghi Kim Soo-hyun có động thái đặc biệt dành cho mỹ nhân họ Kim cách đây ít ngày. Trong video, công chúng đổ dồn sự chú ý vào nhân vật âm thầm theo dõi bóng lưng Kim Ji-won trên chiếc xe Porsche 911 có giá khoảng 6,5 tỷ đồng tại sân bay Incheon cách đây ít ngày. Đáng chú ý, chiếc xe này cũng từng xuất hiện vào hôm Kim Soo-hyun, Kim Ji-won tham gia tiệc mừng công của bộ phim Queen of Cheer vào ngày 27 tháng 4. Sau chuỗi các dữ kiện, nhiều khán giả đặt nghi vấn Kim Soo-hyun lái xe sang gần 7 tỷ đồng ra tận sân bay để ủng hộ tinh thần cho bạn gái tin đồn Kim Ji-won. Chưa hết thì Kim Soo-hyun còn được cho là cử hẳn vệ sĩ thân tín hộ tống mỹ nhân họ Kim tại sân bay vào hôm 12 tháng 5. Từ đây thì nghi vấn cặp đôi Queen of Cheer phim giả tinh thật bùng lên ngày càng mạnh mẽ trên khắp các cõi mạng. Trên các diễn đàn, netizen hiện tranh cãi nảy lửa xung quanh nghi vấn Kim Soo-hyun theo Kim Ji-won ra tận sân bay mới đây. Nhiều khán giả tin rằng cặp đôi màn ảnh đang bí mật hẹn hò, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tấm chân tình nam thần họ Kim dành cho bạn gái tin đồn kém 4 tuổi. Bên cạnh đó thì không ít netizen lại nhận định chiếc Porsche 911 vốn không phải của Kim Soo-hyun. Những khán giả này khẳng định trong đoạn video đầy đủ được quay tại tiệc mừng công vào hôm 27 tháng 4 của ekip Queen of Cheer, chủ xe Porsche 911 đã điều khiển phương tiện ra về trước khi tài tử họ Kim lộ diện. Qua đó, một bộ phận công chúng đặt nghi vấn bạn trai thực sự của Kim Ji-won vốn không phải Kim Soo-hyun. Người này đã lái xe Porsche 911 đồng hành cùng nữ diễn viên ra sân bay tham gia buổi tiệc mừng công. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng nhân vật điều khiển chiếc Porsche 911 không hề có mối quan hệ yêu đương với Kim Ji-won và là fan cuồng người Trung Quốc của nữ diễn viên. Bạn có nhận xét như thế nào về vấn đề trên đây? Đừng quên để lại bình luận bên dưới video nhé. Chúng mình là Top Sao Hàn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.